Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta ôn tập chủ đề 1, nguyên tử, nguyên tố hóa học. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bây giờ chúng ta vào ôn tập. Phần thứ nhất là kiến thức trọng tâm. Kiến thức trọng tâm gồm thứ nhất là nguyên tử. Chúng ta học mẫu nguyên tử của Rutherford lên lớp cao thì các em sẽ thấy là nguyên tử ở thủy sinh đài thì nó có khác đi một tí. Thì lên lớp 10 các em sẽ hiểu. Còn bây giờ chúng ta học nguyên tử, đó là mẫu nguyên tử của Rutherford. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên tử như thế nào. Thứ nhất, nguyên tử có lớp vỏ và nguyên tử có hạt nhân. Lớp vỏ thì gồm có các electron, hạt nhân. Trong hạt nhân thì có hạt proton mang điện tích dương, neutron không mang điện tích. Từ nguyên tử chúng ta hiểu cái nguyên tố hóa học. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử, nó chỉ sai khác cái số neutron nằm trong hạt nhân thôi các em, còn số proton không thay đổi. Người ta gọi đó là các cái đồng vị. Cho nên từ nguyên tử chúng ta sẽ có một khái niệm nguyên tố học. Nguyên tố học là tập hợp các nguyên tử có cùng số hạt proton, chỉ khác số neutron ở trong hạt nhân. Nguyên tử sẽ tạo ra mọi chất. Nguyên tố hóa học thì nó có trong tự nhiên hoặc là do con người tạo ra. Ta gọi là nguyên tố hóa học nhân tạo. Tiếp theo là chúng ta có một kiến thức trọng tâm, đó là bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chúng ta tìm hiểu nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn. Đó là sự tăng dần của điện tích hạt nhân. Nguyên tắc sắp xếp thứ hai đó là cùng số lớp electron thì xếp vào một hàng gọi là chu kỳ. Nguyên tắc thứ ba, cùng số electron lớp ngoài cùng xếp vào một cột gọi là nhóm. Như vậy thì đó là nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố học ở trong bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn có cấu tạo như thế nào? Thứ nhất là ô nguyên tố. Thứ hai là chu kỳ. Và thứ ba là nhóm. Trong bảng tuần hoàn thì có nhóm nguyên tố kim loại. Nhóm nguyên tố kim loại thì các em lưu ý rằng chúng ta có hai nhóm cần phải chú ý một tí. Đó là nhóm 1A, đó là nhóm kim loại kiềm. Và nhóm 2A là nhóm kim loại kiềm thổ. Kim loại nhóm A thì thầy vừa nói với các em hai nhóm cơ bản các em cần phải lưu ý. Và nhóm kim loại nhóm B thì nằm ở giữa các em. Chúng ta đã học, chúng ta đã biết rồi. Và nhóm nguyên tố phi kim. Trong nhóm nguyên tố phi kim thì các em lưu ý có hai nhóm. Đó là nhóm 7A và nhóm 8A. Nhóm 7A người ta gọi là nhóm halogen. Còn nhóm 8A là nhóm khí trơ hoặc là nhóm khí hiếm. Nhóm nguyên tố khí hiếm ở cái chu kỳ 8A. Như vậy đây là kiến thức trọng tâm mà các em khi nói về bảng tuần hoàn và khi nói về nguyên tử thì các em cần phải lưu ý. Bây giờ tiếp tục chúng ta vào sự bài tập. Bài tập trắc nghiệm phần 1 là nguyên tử và nguyên tố hóa học.
Có một là chọn từ thích hợp, điền vào chỗ trống nguyên tử là hạt chấm chấm chấm, vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân. Như vậy chúng ta điền vào 4 cái cụm từ được chọn. Một, đó là A là vô cùng nhỏ, B là tạo ra chất, C là trung hòa về điện, D là không chia nhỏ được. Thế thì chúng ta nhớ rằng nguyên tử là hạt trung hòa về điện, vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton hạt nhân. Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án C là hạt trung hòa về điện. Câu tiếp theo, nguyên tử liên kết được với nhau là nhờ A là electron, B là proton, C là neutron và D là hạt nhân. Thì như chúng ta đã biết, các nguyên tố hóa học thuộc cùng một nhóm thì nó cùng tính chất hóa học, mà thuộc cùng một nhóm thì cái số electron ở lớp ngoài cùng nó giống nhau. Vậy thì chúng ta có thể hiểu nguyên tử liên kết được với nhau là nhờ electron. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 3, nguyên tử canxium có số proton trong hạt nhân là 20, số electron ở lớp vỏ của canxium là, chúng ta có 4 đáp án được chọn. Theo các em chọn là bao nhiêu? Nguyên tử thì trung hòa về điện, cho nên số hạt proton bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta chọn đáp án nào các em? Đáp án C. Câu 4, nguyên tử được tạo bởi loại hạt nào? Electron, proton, neutron. D là electron, proton, neutron. Thì theo các em chọn đáp án nào? Vừa rồi chúng ta nói cấu tạo của nguyên tử, thế thì chúng ta phải chọn đáp án D. Bởi vì nguyên tử được tạo bởi các hạt, đó là electron, proton và neutron. Chúng ta chọn đáp án D. Câu 5, so sánh nguyên tử magie, người ta viết MR bằng 24, có nghĩa là nguyên tử khối đó các em, bằng 24 đơn vị AMU, với nguyên tử carbon C bằng 12 đơn vị AMU các em. Ta thấy, bây giờ các em thấy 4 đáp án các em chọn này. A là nguyên tử magie nặng hơn nguyên tử carbon 2 lần, có đúng không em? 24 gấp đôi của 12, như vậy là đúng rồi. Như vậy là đáp án B là nguyên tử magie nhẹ hơn nguyên tử carbon 2 lần là sai. C là nguyên tử magie nặng hơn nguyên tử carbon 0,5 lần là sai. D là nguyên tử magie nhẹ hơn nguyên tử carbon 0,5 lần là sai. Vậy chúng ta chọn đáp án đó chính là đáp án A. Câu 6, nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất là A là carbon, B là oxy, C là iron là sắt các em, D là silicon là cát các em, cát ở biển. Thì theo các em là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất trong 4 cái nguyên tố này là nguyên tố nào các em? Oxy không nào? Bảy, hiện nay các nhà khoa học đã biết được bao nhiêu nguyên tố hóa học, đã biết được bao nhiêu nguyên tố hóa học cho các em? A là hơn 110 nguyên tố, B là 110 nguyên tố, C là 98 nguyên tố, D là 100 nguyên tố. Thì như vậy ở trong tự nhiên gọi là biết được các em. Thì như vậy là chúng ta chọn đáp án là đáp án C, 98 nguyên tố. Còn những nguyên tố còn lại là nguyên tố nhân tạo cho con người tạo ra. Thì biết ở đây có nghĩa là chúng ta tìm ở trong thiên nhiên đấy các em. Câu tiếp theo, cho nguyên tố oxygen các em, hiểu không? Có nguyên tử khối là 16, magie là 24, nguyên tử nào nặng hơn? 16 này là 16 đơn vị AMU, 24 đơn vị AMU. Thì rõ ràng magie nó nặng hơn oxy, đúng không? Magie là kim loại, của oxy là chất khí phải không? Câu A là
magie nặng hơn oxy, B là magie nhẹ hơn oxy là sai rồi, C là oxy bằng magie, D là không so sánh được. Như vậy là chúng ta đọc cho đáp án là đáp án A, magie nặng hơn oxy. Kim loại chắc chắn nhận nặng hơn chất khí rồi các em. Câu 9, nhìn vào mô hình cấu tạo của nguyên tử sodium, tức là natri các em, để điền các thông tin như sau: số proton, số lớp electron, số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng. Thì như vậy là các em phải nhìn vào mô hình cấu tạo nguyên tử sodium một tí. Thì bây giờ thầy cho các em nhìn này, đây là mô hình cấu tạo này các em này, số thứ tư 11 này, thì số proton là 11 này. số electron bằng số proton, như vậy là cũng bằng 11 này. Số lớp electron nằm ở chu kỳ 3 các em này, có 3 lớp này. Rồi số electron ở lớp ngoài cùng thì buộc các em phải nhìn có 1. Như vậy chúng ta trả lời rất đơn giản. Câu A, số proton là 11. Câu B, số electron là 11. Nhớ là nguyên tử trung hòa về điện, do đó số proton và số hạt electron bằng nhau. Câu C, lớp số lớp electron là 3, vì nằm chu kỳ 3. Và câu D, số electron ở lớp ngoài cùng, chúng ta nhìn vào số 1 hoặc là chu kỳ nhóm 1A các em này, là lớp ngoài cùng là 1, mà chúng ta nhìn vào hình vẽ 1 cũng được, không sao hết. Số lớp electron lớp ngoài cùng là 1 electron. Nếu người ta không vẽ hình thì kém buộc phải nhìn vào số nhóm, số thứ tư của nhóm cho ta biết số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử. Lưu ý điều đó. Bây giờ sang câu 10. Cho các từ và cụm từ sau, hãy điền từ thích hợp vào ô trống. Các em thấy là các cụm từ và từ này, nguyên tử này, cùng loài này, nguyên tố này, hạt nhân này, nguyên tử khối này, khối lượng này, proton này, neutron này, electron. Bây giờ điền vào đây này, canxi là cái gì? Có trong thành phần của xương đó, cái chấm chấm, là nguyên tử calcium có 20 hạt gì? Chấm chấm, nguyên tử calcium trung hòa về điện nên số hạt, chấm chấm, trong nguyên tử cũng bằng 20. Để chấm chấm, nguyên tử calcium tập trung hạt nhân. Thì bây giờ là chúng ta phải tìm, bây giờ thầy sẽ viết cái mẫu nó ra để chúng ta điền cho nó đơn giản. À, bây giờ thầy viết calcium là gì các em? Em đoán nào. Calcium là nguyên tố có trong thành phần của xương. Như vậy là nguyên tố. Bây giờ tiếp tục này. Chấm chấm chấm, nguyên tử calcium có 20 hạt. Thì bây giờ trước hết là mình nói chấm chấm là cái gì đấy? Em đoán là chữ nào? Hạt nhân. Hạt nhân nguyên tử calcium có 20 hạt đúng không? Hạt gì? Hạt gì các em? Cụm từ này này, proton. Nguyên tử calcium trung hòa về điện nên số chấm chấm cũng bằng 20. Số gì các em? Số electron cũng bằng 20. Tiếp tục chấm chấm chấm, nguyên tử canxi tập trung hạt nhân. Như vậy cái gì tập trung hạt nhân các em? Khối lượng đúng không? Đây là cuối cùng chúng ta có khối lượng. Vậy là các em điền những cái từ này vào thì các em phải lưu ý rằng là chúng ta điền những từ được cho ở bảng. Bây giờ chúng ta sang phần 2. Chúng ta đi sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố học. Tức là phần 2 này làm bài tập về bảng tuần hoàn. Nhưng mà bởi vì chúng ta mới học sơ lược về bảng tuần hoàn thôi. Còn lên lớp 10 thì các em sẽ học bảng tuần hoàn một cách kỹ càng hơn để tìm hiểu cái bản chất phản ứng học. Câu 11, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự nào? Như vậy là chúng ta lại trở về lúc này. A là theo chiều tăng dần, chiều tăng của điện tích hạt nhân. Câu này chắc đúng rồi này. B là các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử. Cũng đúng này. C là các nguyên tố có cùng electron
ở Lộc Ngôi Cung, đúng rồi. A là theo chiều tăng của Điện Tích Chân Nhân, tức là xếp theo thứ tư của Ô Nguyên Tổ. B là các nguyên tổ có cùng số lớp là trong trong nguyên tử, tức là chúng ta xếp theo nhóm, đúng nào? Đấy, C là các nguyên tổ có cùng số lớp là trong lớp ngoài cùng, có cùng số electron nhá, các nguyên tổ có cùng số electron lớp ngoài cùng thì chúng ta phải xếp theo nhóm. Vậy thì câu D là cả ba câu trên đều đúng, vậy chúng ta chọn đáp án là đáp án D. Câu 12, số thứ tự chu kỳ trong bảng tuần hoàn cho biết A là số lớp electron, chắc chắn là số lớp electron rồi. Như vậy chúng ta chọn số lớp electron là đáp án A. Còn chúng ta không đọc tiếp vì chúng ta biết kiến thức cơ bản rồi, nằm ở câu A ta chọn luôn. Câu A. Bây giờ chúng ta làm câu 13 là số thứ tự nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết A là số lớp electron ở lớp ngoài cùng, trật bởi vì đây là nói về chu kỳ. B là số electron trong lớp vỏ, như vậy không đúng. Bởi vì trong lớp vỏ thì có thể nhiều lớp và mỗi lớp nó có bao nhiêu electron thì chỗ này là thứ tư nhóm cho biết điều đó. C là số electron ở lớp ngoài cùng, như vậy là số thứ tư nhóm cho ta biết số electron ở lớp ngoài cùng. Vậy thì trong một nhóm thì cái tính chất hóa học của những cái nguyên tố đó gần như nhau, gần như giống nhau, chỉ mạnh hay yếu thôi các em. Vậy chúng ta cho đáp án là đáp án C. Câu 14, trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học số chu kỳ nhỏ và số chu kỳ lớn là, tức là đây là chu kỳ nhỏ là biết trước, chu kỳ lớn biết sau. Chu kỳ nhỏ là có 3 mà chu kỳ lớn là có 4 các em. Cho nên chúng ta sẽ chọn là 3, 4 ở đáp án D đấy các em. Chu kỳ nhỏ là 3 và chu kỳ lớn là 4. Câu này đơn giản. Câu 15. Trong bảng tuần hoàn, chu kỳ nhỏ là những chu kỳ nào sau đây? Bây giờ chu kỳ nhỏ là các em nhớ đếm từ trên xuống. Thì các em đây này, chu kỳ 1, 2 là trật này. B là chu kỳ 2, 3 trật luôn này, bị thiếu này. C là chu kỳ 1, 3 trật này. D là chu kỳ 1, 2, 3 là đúng này. 3 chu kỳ đầu là chu kỳ nhỏ, bởi vì số nguyên tố hóa học nó ít hơn, cho nên gọi là chu kỳ nhỏ. Còn 4 chu kỳ sau là cái bảng nó kín, cho nên là gọi là chu kỳ lớn. Cho đáp án D. Câu 16. Nguyên tử các nguyên tố hóa học thuộc chu kỳ 3. Đọc lại này. Nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kỳ 3 có bao nhiêu lớp electron trong nguyên tử? Như vậy là chúng ta thấy là có bao nhiêu lớp? A là có 3 lớp electron, đúng rồi. Số thứ tư của chu kỳ cho ta biết số lớp electron. Vậy thì chúng ta đọc đáp án A là chúng ta chọn đáp án A luôn vì nó đúng. Chúng ta không cần đọc lớp, đọc các câu khác nữa. Câu tiếp theo. 17, các nguyên tố thuộc nhóm 7A là, nhóm 7A là nhóm halogen, kim loại này, phi kim này, khí hiếm này, kim loại kiềm, nó thuộc về nhóm halogen là thuộc về nhóm phi kim. Okay. Như vậy là chúng ta chọn đáp án B. Câu 18, nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm khí hiếm là nhóm 8A, kém đồng là hiero này, lưu huỳnh này, neon này, sắt. Dĩ nhiên là hiero thì các em thấy đọc theo cái tính nguyên tố là hydrogen này, sunfua này, neon này, iron này, đấy, hoặc là iron cũng được. Thì thấy đọc như vậy thì có sai đi một tí tiếng Anh cũng sao cả. Thì như vậy là nguyên tố thuộc nhóm khí hiếm là neon, chúng ta chọn đáp án C. Câu 19. Điền ký hiệu hóa học còn thiếu cho nhóm kim loại kiềm. Điền ký hiệu hóa học còn thiếu cho nhóm kim loại kiềm nhóm 1A sau: Li ti, natri,
rubidi, cc. Thì theo các em còn thiếu là cái nguyên tố nào các em? Liti, lithium, sodium. Và đến nguyên tố tiếp theo là nguyên tố thứ hai, thứ ba đây là nguyên tố potassium. Như vậy là potassium chính là kali được em. Cái lưu ý là trong cái nhóm 1A là nhóm kim loại kiếm, lithium này, đến sodium này, đến potassium này, đến rubidium này, và đến cesium. Và dưới cesium là francy. Như vậy là chúng ta phải chọn đáp án đó là potassium, đó chính là đáp án A, tức là kali. Vậy chúng ta kết thúc. Tiếp tục. Câu 20, dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết vị trí tính chất kim loại phi kim của nguyên tố ABC có số hiệu nguyên tử là 7, 12, 16. Các em nhớ số hiệu nguyên tử là số thứ tự của nguyên tố đấy các em. Bây giờ chúng ta vẽ lại cái bảng này để chúng ta đi điền các cái thông tin. Họ thấy vẽ cái bảng đó. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái ô nguyên tố đầu tiên là 7. 7 người ta gọi là số hiệu nguyên tử các em. Số thứ tự cũng là số hiệu nguyên tử đấy. Bây giờ chúng ta lật bảng tuần hoàn này. Đầu tiên là ô thứ tự thứ 7. Các em nhìn vào 7 nằm ở đâu? Đây. Nitrogen. Nitrogen này. Các em thấy nó thuộc nhóm 5A và chu kỳ 2. Nguyên tử khối của nguyên tố này là 14. Nó thuộc nhóm phi kim. À, như vậy để chúng ta điền đúng không nào? Bây giờ chúng ta trở lại. Nguyên tố nitrogen ký hiệu là N. Chu kỳ 2. Nhóm là nhóm 5A. Nó thuộc tính chất đó là phi kim. Bây giờ tiếp theo. Ô 12, chúng ta lật bảng tuần hoàn cho quan sát. Ô 12 nằm đâu các em? Đây. Magnesium. Thuộc nhóm kim loại kiềm thổ. Nó là kim loại thuộc nhóm 2A, chu kỳ 3. Số hiệu nguyên tử là 12, cũng trùng với số thứ tự của nhóm. Nguyên tử khối là 24. Đây trong này viết 24 nhưng mà thực chất trong cái bảng tuần hoàn là 24,31 các em. Chỗ này thầy nhớ một tí để chúng ta, các em viết 24 cũng được nhưng mà chúng ta viết cho đúng là 24,31. Trở lại. Magnesium ký hiệu là Mr. Thuộc chu kỳ 3, thuộc nhóm 2A và đây là kim loại. Bây giờ tiếp tục. Ô thứ 16 là đồ kém cái gì? Vị trí trong bảng tuần hoàn ô thứ 16. Chúng ta lật bảng tuần hoàn, chúng ta quan sát. Em nhìn 16 nằm đâu? Đây. Sunfua. Là lưu huỳnh kém. Sunfua là lưu huỳnh. Nó là, tính chất của nó là phi kim, thuộc nhóm 6A và chu kỳ 3. Như vậy là chúng ta biết để chúng ta ghi tiếp. Sunfua ký hiệu là S. Lưu huỳnh nữa các em. Thuộc chu kỳ 3, nhóm 6A và sunfua là tính chất của nó là phi kim. Như vậy chúng ta điền xong câu 20. Bây giờ tiếp tục. Câu 21. Câu này gọi là câu hỏi khó, khi nào người ta điền chữ sau này là câu hỏi khó cả. Nhưng mà theo thầy nghĩ câu này cũng không khó bao nhiêu cả.
Thế đọc câu hỏi, biết nguyên tử X có điện tích hạt nhân là cộng 12. Ba lớp electron, lớp ngoài cùng có hai electron. Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó. Ở đây cái tính chất hóa học cơ bản của nó là các em chỉ biết cái tính chất cơ bản, đó là kim loại hay phi kim thôi. Bây giờ chúng ta tìm cách xác định cái vị trí trong bảng tuần hoàn. Thì hướng dẫn các em xác định. Thứ nhất là điện tích hạt nhân là dương 12, suy ra nguyên tử X có số thứ tự ô nguyên tố là 12 trong bảng tuần hoàn. Như vậy là số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn. Ba lớp electron thì cho ta biết điều gì? Từ nguyên tử X có ba lớp electron, suy ra nguyên tử X thuộc chu kỳ 3. Lớp ngoài cùng có hai electron, cho ta biết điều gì? Nguyên tử X lớp ngoài cùng có hai electron, suy ra nguyên tử X thuộc nhóm 2A. Như vậy chúng ta đã xác định xong cái nguyên tử X. Vậy thì từ bảng tuần hoàn các nguyên tố học ta xác được tên nguyên tố của nguyên tử X là đặt ra hai đầu các em, đây các em này, magnesium này. Tại sao người ta không gọi là nguyên tử magie mà người ta gọi là nguyên tố magie? Thì chỗ này các em phải nhớ lại một tí. Nguyên tố magie gồm tập hợp cả cái nguyên tử magie mà nó có cùng số hạt proton ở trong hạt nhân, nhưng chỉ khác số neutron, người ta gọi là số đồng vị của magie. Cho nên ở đây muốn nói rằng là cái nguyên tử magie là một cái phần tử của cái nguyên tố magie. Đấy, cho nên là thầy mới dùng cái từ như vậy. Như vậy chúng ta xác định được magie nhá. Magie. Cho nên thầy mới có ghi này, ta xác định được tên nguyên tố có nguyên tử X là. Tên nguyên tố đó là magnesium. Ký hiệu hóa học là Mre. Nguyên tử khối như lúc này thầy nói với các em là 24,31. Ở trong tài liệu là trong cái bảng tuần hoàn mà các em có là 24. Và sau này các em cũng lấy 24 thôi. Vì số 31 này nó nhỏ hơn, số 3 nó nhỏ hơn 5 các em. Cho nên làm tròn là lấy 24, các em đã biết rồi. Tính chất học cơ bản đó là kim loại. Như vậy thì thầy đã sửa cho các em 21 cái bài tập trắc nghiệm. Và đặc biệt bài cuối cùng là tự luận. Thì các em lưu ý cái nội dung của tập này, thầy ôn tập gồm có nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố học. Video kế tiếp chúng ta sẽ sang chủ đề thứ hai, phân tử. Bài số 5, phân tử đơn chất hợp chất. Để theo dõi thì các em nhớ đăng ký và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi cái bài học mới này. Nó có những điều gì hay hơn và chắc chắn với các em rằng rất hay. Cuối cùng thầy chúc các em sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.